Ngọc Lan xin chào quý bà con đã quay trở lại với chương trình cùng với Ngọc Lan ngày hôm nay. Hôm nay Ngọc Chi và Ngọc Lan đem tới cho quý vị và các bạn. Trên tay Ngọc Lan đây đó chính là máy phun sương cao áp Takio TK3X kết hợp hoàn hảo với lại bình xịt điện COV 20dB. Và Ngọc Chi thì bắt đầu sử dụng về bình xịt điện Oshima OS 20dB và cần xịt truyền thống để bắt đầu test trực tiếp cho mọi người cùng xem luôn nha. Bây giờ thì chúng ta cùng đi thôi nào. Ngọc Lan và Ngọc Chi vừa mới test thử cho quý vị và các bạn. Trên tay Ngọc Lan đây đó chính là máy phun sương cao áp Takio TK3X và phía đằng sau lưng Ngọc Lan đó chính là bình xịt điện COV 20dB. Còn Ngọc Chi thì sử dụng là bình xịt điện Oshima OS 20dB trang bị hai bơm cùng với cần xịt truyền thống. Và Ngọc Lan hy vọng rằng sau video vừa rồi thì quý vị và các bạn có thể lựa chọn cho mình một chiếc cần xịt truyền thống hay thậm chí đó chính là máy phun sương Takio TK3X để phù hợp với nhu cầu sử dụng của quý vị và các bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi Ngọc Lan và Ngọc Chi tới giây phút này. Xin chúc quý vị và các bạn có một mùa màng bội thu. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau.